Đấy, xin chào, chào mừng trở lại với Đi mạnh tự nói gì nhỉ? chào mừng em trở lại với FIFA 23. Chúng ta lại tiếp tục hành trình đưa Milan lên đỉnh. Mẹ thấy dạo này hơi chán chơi FIFA đấy thật. Nó này chỉ muốn chơi offline thôi nhưng mà đấy, mấy ông cứ kêu gào FIFA khổ lắm. Ừ thì FIFA được chưa? FIFA đấy. Thế chứ sau này bảo vào đá phút cũng chả muốn đá rồi vì mẹ cũng gần đến giai đoạn này thì chúng ta cũng có thể gọi là giai đoạn end game mẹ rồi nên là tôi lười chơi lắm đó. Đấy rồi, đây là lịch thi đấu của chúng ta ngày hôm nay. Mà đấy, Chelsea đương nhiên mẹ mình lật đi, chúng ta đầy hòa ba đều rồi, cày đéo chịu được. Mẹ thằng nào ghi bàn thứ ba nhỉ? Ông bà mẹ cày thật. Mà Chelsea cứ chờ đấy, bố mày xử mày sau. Monza, Monza đội đéo nào ấy. Có nhiều đội Ý, bây giờ tôi không biết tên đội nào cả. Nghe có một vài tên quen thuộc như kiểu Hellas Verona là mình cần biết. Nhưng Monza thì ít nghe. Mình không phải một người theo dõi bóng đá Ý quá nhiều nên là chả biết. Ok. Rồi, đá đi. À quên, chốt lại một vấn đề nha. Tao chỉ thích đá Giroud với Ibra thôi. Tao muốn bán Origi nên tao sẽ để đấy. Thio ok tao sẽ cho đá nhưng mà Origi tao muốn bán nên là tao không cho Origi đá. Ok, thế thôi. Hiểu vấn đề chưa? Đấy, nên đừng kêu nữa. Thế nào? Để Brahim đi hát đi. Rodas nào. Ok, hợp lý đấy. Để backup Balotelli ra. Xong rồi Messias vẫn đá đi. Cụ Ibra đi. Leo Thôi, có Rebic rồi. Đó, hợp lý. Đá được. Mẹ muốn già. Mẹ với khả năng thượng thừa game này thì mẹ thực ra cũng chẳng thượng thừa lắm. Thì tự tin là vẫn như mọi khi thôi. Cứ 5 bàn thắng là chúng ta sẽ skip sang trận tiếp theo. Ôi, xin phép skip đoạn này luôn, xem chán rồi. Vòng mình động vòng đấu thứ 12 đấy. Ok, let's go. Xem có tên ông nào nghe quen tai không nào. À, Rovella này, con hàng mới mới nổi ấy. Rovella, có biết. Rovella thì biết. Không 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 tí đè mắc neon. Quên mất nãy thông báo trợ lý huấn luyện viên bảo là cho Mac Neon làm đội trưởng trận này. Quên mất đấy. Ibra. Ui giời ơi, không đá nối được. Không chuyển nối được đâu. Ok, từ Theo. Hoàn toàn khó thế. Ui giời ơi, hỏng rồi. Ok. Đây thôi, Diaz. Không, không, không chuyển đánh giá được. Ui giời ơi. Đấy nhỉ. Ôi trời ơi. Úi xưa. Cảm ơn.
Nào Rovella. Còn lại chả biết ông nào. Caprari, Pessina. Nghe tên cũng quen quen nhưng mà chắc là một ông khác nhau. Wow. Ok, không có gì cả. Đảo chân cũng rất nhiều. Cũng hoa. Đảo chân hoa hết cả mắt. Chóng hết cả mặt. Theo. Runic. Hỏng rồi. À đấy. Ôi trời ơi. Vèo là à hay. Ôi trời 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 ơi. Không về kịp quả đấy. Thôi nha thôi nha. Thế được rồi. Đẹp. Leo. Trời ơi. Kaya. Chronic. Diaz. Đấy, như thế. Trực diện luôn. Xong. Tiếp. Mata. Mata cho Mata khác nữa. Nào đi đâu, đi đâu, đi đâu. Nè đây. Chạy. Ok, rồi ôi. Bè cái góc này lại. Bè ơ. À ok, dọn. Giải quyết cái tình huống rồi đã. Messias. Ibra. Không sắp cả. Chống rồi. Từ chưa chống lắm. Diaz, Ibra. Ui giời ơi. Chạy ạ, chạy, chạy, chạy. Hay quá. Leo. Leo. Ibra. Thế là sao? Thế có gì đâu. Vẫn đá được rồi. Xoay tua rồi đấy. Có cách xoay tua rồi đấy. Đâu mà cứ gọi là xoay trong chóng là được. Đấy thế nên bảo không nên nghe mẹ huấn luyện viên online thế. Việc mình cứ làm thôi. Úi dồi. Úi dồi. Messias. Úi dồi Ibra. 3-1. Đấy chạy. Trong game anh vẫn chạy cho tí như này. Thì cần gì phải thay. Hả? 3-1. Để Ibra trong phút bảng Centurion còn chỉ số bao nhiêu? 90. Nhiều anh em còn đang thèm bản đấy để ghép với team Serie A. Mẹ Serie A nhiều một thẻ ngon phết. Đùa đâu.
Messias. Brahim Diaz. Úi giời, Zlatan. Ôi, giữ. Úi giời, không được. Tiếp. Messias. Sút luôn, 4-1. Đó là Radek Gronik. Thế đó. Barry. Sao nghe giống Pablo Barry ấy. Hay à, việc bị rồi. Early the lob kìa. Ủa, Monza mua early the lob á. Ủa, kỳ nha. Theo Hernandez. Petagna. Pessina. Mata. Không có gì nguy hiểm cả. Đấy, Chronic. Ôi giời. Ơ. Ô, Lidlow, cảm ơn. 5-1. Cái này người ta lại cứ bảo mân chết. Ôi, anh ơi. Tự nhiên một món quà trên trời rơi xuống. Không hiểu. Dễ. À, chưa bao giờ thấy bàn thắng nó dễ thế. Pepsi nha. Petac nha. Úi. Úi rồi lấy áo. Theo. Diaz. Úi giời 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 giời. Zlatan. Hai người phát đã. Rồi cụ vẫn để cụ đá nhá. Cụ Zlatan vẫn để cụ đá. Ok, hai người phát. Có thêm một trận ở Serie A nữa, xong mới đến một trận đấu với Chelsea, yên tâm. Nhưng cứ thay người vào toàn lực lượng trước. Khoảng cách là tương đối an toàn rồi. Cộng đầu cũng gọi là quá an toàn rồi, tương đối rồi. Ok. Nhưng mà đừng vì thế mà bóp lái chứ. 5-2. Tonali. Úi giời. Diaz. Ơ. Diaz. Raheem Diaz. Diaz. Úi giời. Con. Úi giời, không giữ được. Vượt qua được là một cách đấy. Ui rồi ôi. Ok, tiếp. Tonali. Zlatan. Ui rồi ôi. Cụ bứt tốc rồi đấy. Ờ thôi. Qua về. Chronic. Tonali. Zlatan. Thôi cố ghi thêm bàn nữa xong rồi anh em out game một vừa. Úi dồi, xin 30. Zlatan. Một bị thế nào được.
6-2. Thôi skip sang trận tiếp theo. 6-2. Ibra, cú đúp của Ibra đúng không? Ừ, cú đúp của Ibra. Tiếp. Ôi giời, lại cái đập cho chụp đội tuyển quốc gia rồi. Skip nhanh à. Thế cũng chẳng cần say tua lắm bởi vì đã tập trung rồi, lo gì. Đến đây vẫn còn sức cho trận đấu với Sassuolo này. Xong đến trận Chelsea luôn rồi, đẹp. Rồi, đi, chúng ta sẽ có chuyến làm khách trên sân của Sassuolo, Forest Park Stadium. Rebic đá đi, Ibra đá đi, Salamaker đá chính phát nào, lấy lại búp chỉ số. Rồi Krunic đá tiếp, tự tin đó là yêu thương. Rồi Thio đá tiếp, tôi tin anh. Thôi Sergio Nordes đá tiếp, Balotore dự bị. Dự bị cho ai đây? Dự bị cho... Thôi rồi, cho lại cho Skriniar nghỉ tiếp. Chiến. Let's go. Zlatan bao nhiêu bàn rồi? 8 bàn thắng. Kỷ lục đang là 36 bàn thắng. Mà hơi khó để cụ phá kỷ lục. Thôi cứ để cụ đá thôi, YOLO. Hát solo của ông nào? Không nhớ. Ok, Ante Rebic. Úi sợ. Hay nhỉ. À có Berardi đúng không? Ừ đúng rồi. Thio. Antrepic. Úi giời thêu. Úi giời ơi, không sao cả. Zlatan. Úi giời ơi. Cắt. Đấy, phải như thế. Ok kìa. Bây giờ chuyển hay giờ. Pinamonti. Pinamonti. Có Pinamonti cũng nghe tên rồi. Có Domenico Berardi là nghe tên nhiều nhất. Rồi Salamaker. Cứ chạy đi, chạy thoải mái đi. Chạy hết cỡ đi. Cứ chạy đi, cứ bứt gà đi. Ok. Phạt góc. Hơi khó. Diaz. Simon Kier. Savic. Krunic. Ok nào. Pinamonti. Loriente. Nhanh đấy. Cũng nhanh. Cũng nhanh. Hết. Ơ chuyển sai rồi. Mày ấy nhỉ. Nhanh. Giữ. Đúng rồi. Theo Krunic. Brahim Diaz. Cụ chạy được không? Zlatan không được. Vẫn bị cắt. Vẫn bị cắt bóng.
Trận Domenico Berardi, Fratesi, cắt, Rahi Diaz, Diaz, hay Zlatan, Salamaker, rồi, Rebic, Rahi Diaz, mẹ không hiểu sao chích mũi giày được vào đấy, nào dậy thế. Nằm đấy hơi lâu. Mẹ nó quả trích mũi giày ảo thật. Các bạn em à, nhưng lại quả trích mũi giày. Vừa đủ đẹp luôn đấy. Mấy bàn rồi Diaz, bao nhiêu bàn rồi? Rồi cả lời cảm ơn EA. EA không hiện. Salamaker, Pì nào một. Ok, chối thế. Lopez, Lorente, hết. Salamaker, Brahim Diaz. Úi giời, đây rồi. Zlatan. Úi giời ơi. Hay thế nhỉ. Đi tiếp. Một khoảng trống này. Đi ăn thế nhỉ. Được quả đây. Đây. Tôi được quả lui này. Haraui. Tên nghe gốc gác mẹ Maroc thế. Pinamonti. Úi dồi hay nhờ. Hay đấy. Nhưng mà đã hỏng rồi. Sức nắm là có vấn đề. Theo Krunic. Anterepic. Ai chạy anh kia. Theo Diaz. Khó rồi. Cắt bóng. Ôi giời ơi. Berardi. Tonjan. Domenico Berardi mất bóng. Zlatan. Ok, hợp lý. Ante Rebic. Rebic. Zlatan. 2-0. Đây là 9 bàn thắng rồi đấy. Chín bàn. Đấy, quả đá nối nó rất khoát như này mà. Xuất tiền một chạm luôn. Ibrahimovic. Lorente. Ui. Chuyển cánh à, đẹp đấy. Domenico Berardi. Không. Ối nhờ, hay. Lại giật bóng. Ui giời, tôi xong rồi. Mất bóng vào đấy. Mất bóng vào đấy giờ thế. Tonjan. Domenico Berardi. Ui giời, chết chết rồi. Làm mày thế. Thôi nha, dừng. Dừng ở đấy được rồi. Hơi xa đà mà mẹ nhúc pháp rớt bóng rồi.
truyền mẹ đi. Nãy giờ chiến mấy quả hơi phiêu lưu. Salamaker. Ui. Loriante. Lopez. Hỏng rồi. Sanchi Rodes đuổi với Loriante và chắc chắn là thắng rồi. Savic. Milinkovic Savic. Brahim Diaz. Gửi điểm một trạng không hợp lý. Hơi vội. Vô lê. Death. Salamaker. Savic. Không hợp lý lắm. Trời ơi. Ôi trời ơi. Ơ kìa. Hay quá. Đây rồi. Zlatan. Hột của anh hết. Úi giời ơi anh ơi. May. Thực sự là vẫn không hiểu tại sao vẫn có thể thoát thua được bàn đấy vào đấy. Biết được Domenico Berardi. Đảo 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 bực cả mình. Đấy lại đảo ấy, lại đảo. Đào, ok. Đào, 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 ghét chịu được. Kronik. Antrebic. Bahim Diaz. Này thì đào này. 3-1. Đào. Đào bóng. Vâng. Thế giờ đưa vào trong. Let's go. Kronik. Vẫn là Kronik. Ui giời. Ui giời. Domenico Berardi. Haroi, Fratesi, Loriante, chuyển đấy, Lopez, tạm dừng đi, Salamaker, ơi à, lỗi rồi, ok, không có gì cả, Sahidodes. Salamaker. Zlatan. 4-1. Lừa cả thôi. Đấy là phải như thế. Gọn gàng. Bueno. 10 bàn thắng cho Zlatan. Loriante.
Fratesi. Úi giời. Không, không có chuyền vào đâu. Zlatan. Zlatan đi bay với Mick. Úi giời, cụ chạy. Hơi khó. Ok, chuyển hơi không hợp lý. Rồi, chuẩn bị đi làm khách ở Stamford Bridge đấy. Loriente. Loriang. Mình lại xin quả bóng. Nói. Thay người, thay người. Thứ là xuân sẻ. Tôi đây. Đấy. Mới lên tuyến giữa đi. Thế đẹp. Dạ. Không hiểu. Thì có bóng điểm rơi. Điểm rơi hơi 3 chấm. Không hiểu mẹ quả chạm bóng điểm rơi. Giroud. Oliver Giroud. Không chuyển lại được. Bueno. Santeret. Thanh niên vừa ghi bàn thắng vào lưới của chúng ta. Cái ơ kìa hỏng rồi. Rồi bắt đầu không ổn đấy. Thôi nha. Dừng ở đây rồi. Hơi quá đà ấy. Ok tốt. Thio. Rồi. Ben Archer. Salamaker. Ok. Ok. Giroud. Đó là Giroud. Kiểm soát đây. Checky Dodes. Ôi thật khó thế nhỉ. Ôi. Không có tình huống cuối đâu. Ok. May quá. Hơi bóp nhau quả đấy. Cái gì? Làm việc ở đội tuyển Maroc. Không. Ôi giời, có thế mà đang nghĩ ông lắm chuyện. Ông là nhân tố chính, ông mới được nghỉ dưỡng mấy trận này chứ. Thank you all for joining us. We'll start taking some questions now. That's all we have. Ok, bây giờ chúng ta đến ngay với cuộc đối đầu với Chelsea. Hay Stamford Bridge. Đó, cứ xác định đi khách là mặc áo này rồi. Rồi, đông đủ đội hình. Không thiếu một ai. Let's go. Champions League. Ôi, anh em lại skip luôn trận luôn nhé. Chưa, thực ra mẹ giờ tôi bắt đầu chán xem intro rồi.
Thôi được rồi, sẽ xem một tí nhá, được rồi, xem. Tôi bắt đầu nghĩ lại rồi. Info của Kante kìa. Kante là một kia đây. Em vừa hát đâu bao nhiêu xíu nhỉ? Ô tuyệt vời, cảm ơn. Anh em lại chờ một tí. Từ lúc tôi cài cái mod vào, cái tool vào, thi thoảng nó gặp lỗi quá vật. Thế nào, đây là đời xuất phát của Chelsea, thủ thành với lại Edouard Mendy thôi. Graham Potter. Có tứ vệ bao gồm hình như là Ronaldo, à không phải, Cucurella, Bernardo, ở đâu, Thiago Silva, Koulibaly và Di Lorenzo. Wow. Tứ vệ bao gồm Pulisic, Sterling, Kante và Zakaria vãi lý. Đá hậu công sẽ là Mason Mount, và đá cao nhất sẽ là Aubameyang. Hay lìn Zakaria. Thật à? Dennis Zakaria. Thôi không sao rồi. Có đây là đường xuất phát của Milan. Mike Mark. Chúng ta vẫn là một bộ không quen thuộc thôi. Thủ thành vẫn là Mike Mark Young. Một tứ vệ bao gồm Theo Hernandez, Tomori, Skriniar và Yabide Calabria. Và tiền vệ là Ben Archer, Savic và Brian Diaz. Và tiền đạo là Leon, Messias, Giroud. Tất nhiên là trong hiệp 2 sẽ phải có được. Nếu trong tình hình mà không khả quan ấy, thì sẽ phải thay sớm vị trí của Charles de Cattelore vào. Có thể đá hậu công, có thể đá đạo cả tiền đạo cắm. Ai biết được. Chiến. Mẹ lượt đi bị hòa phút cuối đã cay rồi. Theo Leo. Theo tiếp này. Ừ. Sao? Leo. Ôi giời, không hay. Zakaria. Mason Mount. Oba. Pulisic. Hay quá. Ok, hết hay rồi. Hay nhờ, Zakaria. Cặp bóng nào? Mason Mount. Pulisic. Đá luôn từ ngoài vòng cấm mà. Sterling. Ok, Leo. Rồi. Tiếp. Giroud. Là Giroud. Theo Hernandez. Không được. Koulibaly. Kante. Pulisic. Oba. Mao. Thôi nha, về nha. Có trận thắng này hôm nay là... chắc suất gần như là chắc suất top 1 luôn đấy. Chắc suất đầu bảng. Messias. Julio Messias. Sabic. Ben Archer. Theo. Hai quả. Mà không gian chật hẹp quá. Mason Mount. Đi đè gớm. Hay nhờ. Rồi. Ok, cắt được bóng rồi. Ben Archer. Raheem Diaz.
Ôi rồi rồi. Cắt gọn. Hay quá. Bọc lót kịp thời. Theo. Bên Archer. Diaz. Chạy tiếp. Rafael Leao. Giroud. Rồi ôi. Đỡ bước 1 không ngọt. Đây là không xử lý được pha sau đó được. N'Golo Kanté. Thiago Silva vào. Christian Pulisic. Ấy nhờ, ấy nhờ. Không có gì cả. Theo. Leo. Diaz. Rafael Leao. Đá tệ quá. Hay. Phải bóng chuẩn nha. Ô ba. Là cánh này. Mất bóng. Giroud. Leo. Ôi. Đen Mason Mount tiếp. Hay quá. Theo. Leo. Savic. Ôi trời ơi. Pulisic. Mất. Ok. Skriniar. Mark Young. Tomori. Benacer. Thôi đi à, đi à, đi à. Ismael Benacer. Ôi. 1-0. Mở hết khoảng trống cho anh sút đấy. Thật may là anh không làm tôi thất vọng. Ôi. Nã thắng và nóc lưới. Ô tự nhiên Stamford Bridge im lặng thế. Sterling. Nào nào nào, rồi tiếp tục phải để cho mẹ Stamford Bridge im lặng thôi. Leo. Úi giời, không. Sterling. Không có gì cả. Không không sao sao. Theo. Rafael Leao chạy. Benacer. Benacer và Koulibaly. Benacer. Sorry. Pulisic. Ấy nhỉ, hay nhỉ. Hay quá, hết rồi. Hình quá rồi, hết hay rồi. Diaz. Úi giời. Zakaria. Hỏng rồi. Tomori và Sterling à. Chúng ta nhưng mà trận đấu này công nhận là ui có nhiều cuộc hội ngộ á. Hay. Chịu rồi, chịu rồi. Một phút bây giờ. Leo. Làm hết Leo. Đang Leo. Ray Diaz. 2-1. Chúng ta xin lại lợi thế dẫn trước này. Đây. Hiệp cam dùng lắc kì thế. Đấy. Là thằng thứ 5 của Brahim Diaz tại Champions League rồi mà.
Brahim. Nào, khi đọc đầy đủ tên đi. Mason Mount, Aubameyang, Davide Calabria, Pulisic bắt bóng, Messias, ui giời ơi, đẩy dài là mất rồi, đẩy dài là mất bóng, Calabria, ui, Mao. Oba. Bạn đi đâu? Vẫn giật lại. Ui. Hay quá, mặc nhau. Người anh em Milan này rồi. Ui. Xoay cửa ảo nhỉ. Xoay cửa đéo nhỉ. Mẹ, nó sang Sterling sang Chelsea từ đời nào rồi mà vẫn để cái viền áo là từ hồi Man City thế. Diaz. Đúng là EA lười thật. Pulisic. Đau ba. Sterling. Ôi dồi. Giroud. Olivier Giroud. Đây. Junior Messias. Hay quá. Benacer. Ơi trời ơi. Hay quá. Messias. Căng kèo rồi. Calabria. Úi xôi. Pulisic. Felix. Này thì chào Felix này. Zero. Tiếp. Ôi giời ơi. Marco Gurella. Này. Savic. Zero. Chạy. Ui không chạy được. Ui. Messias. Leao. Đấy nó phải như thế. Chị kệ ông lại ăn mừng kiểu này. Rồi thay người thoát nha. Đấy, Charles Kitarore. Đá thấp thấp tí. Rồi Tonali bắt đầu vào này. Đấy tạm thời thế ạ. Xong xoay tiếp. À hy vọng không có kịch bản trận lượt đi nhé. Thiago Silva. Hay quá. Charles
Giroud không được. N'Golo Kanté, Raheem Sterling. Savic. Charles de Cattere. Davide Calabria. Giroud 4-2. Nhẹ nhàng luôn đó. Ngược hướng di chuyển. Ngoài cụ Ibra vào nào. Đấy. Thế đẹp không? Có cách hai bàn. Thay người thôi. Nắm quyền thay đổi người mà thoải mái. Ông ba. Cảm ơn. Calabria, Salamaker. Ui. Cucuera. Tonali, Leao. Zlatan, Zlatan Ibrahimovic. Úi ngạo nghễ. Ngạo nghễ nhà vua. Ngạo nghễ vua sư tử. Lên cao một tí thôi là hất bóng qua đầu ngay. Đấy, không kịp phản ứng. Ibrahimovic. Cucurella. Di Lorenzo. Koulibaly. Denis Zakaria. N'Golo Kanté. Thiago Silva. Felix. Pulisic. Nghỉ đi bạn ơi. Kronik. Zlatan. Hơi khó. Úi dồi, vây. Không chuyền được. Kanté, Felix. Pulisic. Rồi 2 phút bù giờ. Úi dồi. Hay nhờ. Hay nhờ. Một bàn thắng lên dự tiếp theo. Cũng đã để thua phút cuối nhưng mà lần này thì hậu quả không quá lớn đâu. Leo. Không sao cả, không sao cả. Thắng rồi. Không sao cả, thắng rồi. Thế đâu. 13 điểm. Năm sau năm lượt trận thì chắc chắn là đi tiếp rồi. Không thể khác được rồi. Nhẹ nhàng. Vẫn bước tiếp vòng tiếp theo thôi. Thực ra đây là một trận đấu ấn định ngôi đầu bảng đúng hơn ấy. Đấy. Tiếp đây. Rồi. Rồi trận đấu tiếp theo chúng ta sẽ là trận đấu với gì đây? Logo quen ấy. Tiếp theo trận đấu với cá ngựa là gì quên rồi. À Salernitana đấy. Với trò thôi nha, không có tiền vào bóng đá nữa khác nhá. Rồi. Không có mẹ nhận nhiệm vụ từ đội tuyển quốc gia nhá. Cống hiến cho xong câu lạc bộ đã rồi, sau này muốn chuyển tính sau.